Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn đã diễn ra triển lãm quốc tế Metalex Việt Nam năm 2024. Sự kiện lần này có sự tham gia của tập đoàn Anes Iwata, một trong những doanh nghiệp có uy tín trên thế giới về công nghệ phun sơn và thiết bị khí nén, hiện nay đang phát triển và cho ra đời nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến. Súng phun của Anes Iwata được khách hàng trên toàn thế giới tin dùng nhờ khả năng phủ mịn cao và đa dạng sản phẩm. Bên cạnh đó, sản phẩm máy nén khí của đơn vị cũng sở hữu độ bền và công suất vận hành tốt, góp phần nâng cao năng suất và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, sản phẩm robot phun sơn Swan cũng góp phần nâng cao chất lượng lớp phủ, hiệu quả sản xuất và cắt giảm chi phí nhân công, chi phí sơn của khách hàng. Máy nén khí xoắn ốc không dầu của Anes Iwata là máy nén có công nghệ đáng tin cậy đầu tiên trên thế giới, thân thiện với môi trường và đã được tổ chức quốc tế chứng nhận là Class Zero về chất lượng độ sạch khí nén. Sản phẩm khi được sơn bằng khí sạch không dầu có thể tạo nên bề mặt sơn có chất lượng cao. Ngoài ra, Swan chuyên về sơn chuyển động quay, tự động hóa công việc phủ trong điều kiện sơn tối ưu và cải thiện năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Anes Iwata sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ xanh và tự động hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Sự kết hợp giữa máy nén khí xoắn ốc không dầu và hệ thống phun sơn của Anes Iwata đã trở thành giải pháp chất lượng, góp phần mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu cho các ngành sản xuất khác nhau tại thị trường Việt Nam.